Rồi, xin chào quý khách thân yêu của em đã đến với cửa hàng Thành Hợp chuyên về máy cắt cỏ hai thì ha. Hôm nay em đem lô máy quá trời đẹp luôn, tay ga bóp màu vàng tươi luôn ha. 500 anh em của em vô xí lụm xím lại nha. Hôm nay em lên lô chữ V cực kỳ đẹp, chữ V nè đó. Cho nên quý khách nào mà đặt hàng thì cho em số điện thoại dưới cái mã chữ cái ở dưới bình luận, em sẽ điện lại cho mình ha. Nếu mà quý khách cảm thấy tiện thì có thể điện lên cho em. Số điện thoại của em là 0858 256 3526, đồng thời cái đó cũng là số Zalo nha. Quý khách mua hàng bên em á, đặc biệt cái là không cần phải cọc nè, rồi được miễn phí ship nè. Khi mà em báo giá đây là em đã miễn phí ship rồi. Rồi 5 món đi kèm chắn cỏ, dây đeo, tiếp mở bogey, lục giác 4 với một cái lưỡi cắt ha. Em có ship có toàn quốc nha quý khách. Dao động trong vòng 7 ngày mình sẽ nhận được hàng kể từ khi mà hàng đi nha. Ví dụ hôm nay đặt hàng, ngày mai em quán hàng, mốt quý khách hàng của khách mới lên đường. Đó là kể từ cái ngày mốt đó, đúng 7 ngày mà không nhận được hàng thì quý khách đó làm ơn làm phước là liên hệ lại với em để coi mình có bị lạc cái đơn hàng, mình có bị lạc sang cái tỉnh khác hay là cái huyện không. Tại vì không phải là lỗi mình anh em, mà nhiều khi mấy cái anh shipper mà hàng nhiều quá mà anh chắc nhiều khi cũng phải sơ suất á. Cái đó là kêu quý khách theo dõi đơn tiếp em thôi. Cái nữa là mua hàng bên em á, là khi quý khách điện cho em á thì cho em số điện thoại với địa chỉ ha, em sẽ ship đơn tới nhà cho mình luôn đó. Rồi bây giờ khi mà cảm thấy ok hết rồi, mặc là máy móc mà em á, thì quý khách nhớ cho em xin một cái nút đăng ký ha. Cái bên có cái chuông nhắn chuyện tất cả, xin một cái nút đăng ký thôi, để khi ví dụ hôm nay em lên lô máy đẹp nè, mình thích cây nào mình chốt cây đó, rồi mình đăng ký để khi mà nó nổi lên trang của mình đầu tiên á, để mình có thể là chốt những cái cây mà mình thích nhiều hơn quý khách kia. Khi mà họ coi cái mà họ không đăng ký kênh là mà họ có sự thua thiệt đó ha. Rồi bây giờ em sẽ vô chữ V đầu tiên là V2 ha. Bây giờ V1 nó có chụp chặt rồi. V2 là một cây green dòng echo trắng nha. Này là 20cc 30 ly. Rất là bốc luôn ha. Cái này ngoài cắt cỏ thì mình có thể bơm nước nha. Và bây giờ thì cũng cận Tết rồi, mua về là cắt cỏ kế mộ ông bà đâu đó đang ăn Tết. Cái thứ nhất, thứ hai là mình có thể là sao, thay vì tới cái đợt này mình phải xách lên từng thùng nước, mua cái máy còn 1,3 triệu em bao ship tới nhà, gắn cái đầu bơm nước vô, bơm nước xà xà lên ha. Cắt cỏ xong gắn đầu bơm vô, bơm nước rửa màu mã luôn, ăn Tết luôn nha. Đây cái vú lớn nè, máy chạy cực kỳ khỏe ha, rất là khỏe luôn. 20cc 30 ly. Cái này là tum nhôm nha quý khách. V2 1,3 triệu nha, giữ nha. Nữa em sẽ gắn công ty ga chắn cỏ ghim đầu bò ghim cho mình luôn. Đó. Máy này chạy không khỏe không lấy tiền ha, đảm bảo luôn. Xài vừa tiết kiệm xăng vừa khỏe. Đó, green là màu xanh đó, tức là tiết kiệm nguồn nhiên liệu thải ra môi trường ha, chữ Nhật còn luôn nè. V2, anh nào mở hàng em mở hàng nha. Đó. 1,3 triệu. Rồi em sang V3 là một cây Magu Yanma. Rồi cây Magu đầu vuông ha, 23cc 32 ly. Đặc biệt chỗ là lóc có dập da ban. Cái lóc có dập da ban luôn ha. Chế thì chế quanh bờ gồ nhảy nổi, tiết kiệm xăng, chế rin nha. Chữ quanh bờ gồ đây. Đó. Tum gời tum nhôm luôn ha. Cái tum gời cái lợi thế là mình có thể tháo ra kiểm tra bố. Đó. Tum nhôm thì chạy rất là khỏe, V3 32 ly, 1,5 triệu nha. Ra giữ. Chắn cỏ rin đầu bò rin luôn nha. Đó. Đây Magu á, nó nổi tiếng là cái độ bền rất là bền. Cái thứ hai là phụ tùng đa dạng dễ thay thế ha. Cái thứ ba là tiết kiệm xăng. Anh nào mà xài Magu quen là xài dòng khác cũng không thích đâu. Đây chữ Nhật còn trên đây luôn nè, cái tem Nhật còn thấy không. Mình sang gin ha, mình sang con gin, tất cả gin hết những cái lóc máy giùm em, ngon là 23,5 triệu V3 ha. Rồi V4 là một cây kêu gip dòng echo 242 luôn nha. Chợ lực của chợ lực ha, chụp chụp nó to hơn chụp chụp thường nha.
cái lợi thế đầu tiên là trợ lực ha, trợ lực trọng lượng tầm 4 kg, cho nên những cái bác nào mà thích mà máy dùng trợ lực thì lấy giùm em cái này. Cái lợi thế nữa là chế riêng, chế quanh bờ gồ mà hai kim nữa, vừa nhạy nổ vừa tiết kiệm xăng cho mình luôn đó. Cái chế này ngoài 200-300 ngàn ha, có bộ lọc gió phụ nè. Mà cái máy này á, mẫu mã rất là đẹp luôn ha, tới 242 lận nha quý khách, tâm liền giùm em. Có chân chống bảo vệ bình xăng mình phía dưới đây nè đó. Cái này nhiêu 1,5 triệu, bao ship tới nhà kiểm tra hàng trước khi nhận. V4 34 ly, 1,5 triệu ha, ga giữ công tắc ở đây. Quý khách nào mà khi nhận hàng test máy để ý giùm em công tắc ha, mình thử đại mình giật hoài mà nó không chạy thì nhớ giùm em, nhiều khi quên đang ở chế độ tắt á đó. Cái này thì trắng cỡ ghim, đầu bò ghim luôn nha đó. Đây lốc máy đây, cái này nó hơi bị cháy xém nhưng mà cái lốc máy rất là sáng nha, cái bô cũng trắng tư luôn đó. Con 1,5 triệu mua không có lầm đâu nghe quý khách đó. V4 1,5 triệu, V5 là một Makita 25cc. Đóng lè hay mở lè? Makita 257 ha. 257 luôn đó. 5/1. Đây em tuổi tự thôi. Chế này chế quanh bờ gồ nha, chế riêng của nó đó, mình sân lớn à. Rất là máy chị. Rất là êm. Đó tâm liền. Cái này là ga bóp nha quý khách. Ga bóp công tắc trên đây. Chân cái này không có chân cỏ nên mùa sau đây đò bò gin nha. Bắt gin luôn nè, Makita hết. Cái này là V5. V5 34 ly, 1,6 triệu dùm em. 1,6 triệu ha. Máy móc ngon lành. Rồi em sang V5 1,6 triệu. Em sang V6 ha, là một cây ba lô G3K đeo lưng nha. Cái này là em đi một vàng ba lô 5 cây nha quý khách. Đó, vàng ba lô 5 cây luôn. Cái này cũng như nhìn chung á, là khi mà mình có máy cần thì mình mua ba lô mình đeo lưng, còn mình đi lên trên công tắc thôi chứ coi đi đồi đi núi rồi đó cho nó dễ. G3K Made in Japan Yanon ha, Komatsu ha. Nhìn hết nha quý khách. Đấy, bình xăng nè. Tôm gợi tôm nhôm nha. Tôm gợi tôm nhôm luôn. Cái này à, ga giữ ha, rồi ga lên xuống lại công tắc nha. Chắn cỡ ghim đầu bò ghim nha quý khách. Yanon Komatsu. Đó. V6 36 ly 2,3 triệu. 2,3 triệu nha. Bình xăng trên nha. Đây, cái đeo rất là mềm luôn. V6. Ông sói cho quý khách coi. Cây máy này ha, phát cước bao phê, rồi đi lên đồi, lên núi rồi đó, phát cỏ cứng rồi ha, cỏ keo rồi các loại cỏ cứng. Lấy cây này dùm cho em nha. Đó. Rồi đeo lưng thì rất là tiện ha, vừa đeo rồi đi lên đấy thôi, cái này bơm nước được luôn. Và em qua 7 là một cây Makita 262, có trời cây này đẹp luôn. Thank you.
giật giật trợ lực ha, giật giật trợ lực, bình xăng lớn trắng tư luôn nha quý khách. Đó, chữ nhật còn luôn nè. Đây, le đỏ tự động nha, lên ga nó sẽ tự động nó nhảy qua thôi. Đó, chế quanh bờ gồ luôn nè, chế quanh bờ gồ nha, nổi tiết kiệm xăng luôn, zin hết luôn nha. Đó, rất là đẹp, quá trời cái máy này đẹp luôn quý khách ơi. Cái giật giật nó hơi nhìn chữ ố đây thôi. Đó, đây lốc máy với cái bô trắng tư luôn ha. V7 34 ly 1.8 nha, 1.8 quá rẻ cho một tình luôn. Công tắc nằm bên đây ha, ga lên xuống à, một tay cầm nè, chân cỡ viên đầu màu viên luôn. Có thể chú khách cho bán máy mà nói chuyện nha, mà được mấy anh thương mà đến nỗi mà mấy anh chút máy á, mấy anh ấy, anh nói bây giờ về anh tin tưởng chị lựa cây nào mà ở đây gác thêm con ốc lên bổ sung ha, chị lựa con nào mà từ giá anh dị xuống cho em ha, em tin tưởng thì chị rồi chị cứ ship đi. Em thấy thích ở chỗ cái chị không lấy cọc thì chị trách nổ máy ngon lành, ngoài nó bán mà khách mà giao trọng trách nhiều lắm, nặng luôn khách mà phái tại sao khách thương khách tin tưởng, khách mới là giao cho em lựa cái máy nào mà ngon lành đó, tin tưởng tới vậy luôn đó khách. Ờ, mới bán máy vậy là vui lắm, vui luôn, vui em ngày luôn nè, ốc mới chát luôn nha, 1.8 34 ly. Rồi em sang cây Echo kêu gít dòng Echo 240 ha, 28 34 ly. Cái này là bình giật nó đi. Con là bình xanh ra bít tông hết quý khách, cho nên chạy rất là khỏe ha, áo rất là mới luôn nè, bình xăng lớn cũng mới cực kỳ luôn. Cái này mình mua về mình làm chuyển bảm đó, em gọi là chuyển bài đó. V8 34 ly 2 triệu ha, này em sẽ bổ sung dây đeo sau nha, 2 triệu nè, quay đeo rất là mới luôn nha, sáng mới luôn. Cái này nó là 24 còn nha nè, lát nó bắn tĩnh điện màu hồng luôn nè. Cái này tắt mở nằm dưới đây nha, chán cỏ kim đầu bò kim dùm em, 2 triệu cho cái máy này nha quý khách. Rất là đẹp. V8 rồi. V9 là một cây TH231 hệ của hệ 3 của 2 ly. Trợ lực thôi, 5 cây hết 3 cây trợ lực rồi, 1.9 theo quý khách, 1.9 đây, nhìn tem chữ nhật còn nguyên luôn đó, chế quanh bờ gồ luôn, chế quanh bờ gồ, chế zin luôn ha. Đó, mình sang zin đây nè, chung cái máy này rất là đẹp, nhìn chuẩn zin đó quý khách. Quý khách nào mà chuyên xài hệ TH là biết dòng Kawasaki TH23, hai chữ nó còn in nổi nữa nè. Chung gờ giùm em ha, chung gờ chung nhôm nha, mà quý khách nhìn kỹ giùm em chứ cái chung nó có dập da ban mới ghê chứ. Thấy không? Nagi, Japan. Đó. Bản đeo lưng nó nhìn phê luôn. Công tắc ở đây, ra đây. Cái miếng mớp nó mềm xèo nữa nè. Có cái chén ấp ngược luôn. Đó, những anh thích cái chén ấp ngược này thì lấy giùm em nha. Ghim của nó luôn á. Cái này 1.9. Giờ lật ha. 1.9, rất là đẹp. Đó. Bản đeo lưng của nó đây. Máy đẹp lắm. Chữ nhật còn nè, tem còn luôn, cái lóc nó cũng dập da ban nữa ha, cái lóc cái này là dập da ban, rồi sau lưng cái tùm nó dập da ban nữa. V9 32 ly 1.9. Rồi sang V10, V10 là một cây đề kêu gít, này là 231 nha quý khách. Cái này á, là cái cục pin của em nha quý khách. Mình quý khách nào mà chuyên xài và thích đề á, ha, thích đề mua cho em già 60-70 tuổi xài đó, ưa nói với em mua về cho ông già xài chị ơi. Thì lấy cái này giùm em nha, V10 32 ly 1.9 ha.
231 tum nhôm tum gầy giùm em. Đó. Bình xăng zin luôn nha. Đó, thấy không? Bình xăng lớn cực kỳ mới luôn. Qua đeo cũng ngon lành luôn. Đó. Đó, cục đề. Về mình tự chế pin vô đề giùm em nha. Em chỉ là test thử đề thôi, bên em chỉ làm giật thôi ha. Nè, bình xăng lớn nó hỏi chữ luôn nè quý khách, thấy không? Đã luôn. 1,9 triệu cho cái đề quá rẻ. Đề bây giờ nó hiếm lắm. Đây là bầu riêng của nó nè. Bầu riêng luôn. Rồi. Đã chứ. Ba lô đã thiệt. Rồi em sang V11 là một cây Ryobi. Ryobi ha. Chế zin đó nha. Đó. Chế zin luôn. Đây cái tem nó phía dưới nè. 27 35 ly nha quý khách, TBE luôn ha. Đó, TBE 27 35 ly, ga bóp. Ga zin luôn ha. Công tắc trên máy nè, trắng cỏ thì mới đầu bò thì zin giùm em nha. Đó, có miếng mớp nữa nè. Không có bị đau hông ha. V11 35 ly 1,8 triệu. 1,8 triệu nha. Có cái miếng đèn ở dưới bảo vệ bình xăng mình luôn nha. Ôm tới gì luôn nè. Thấy áo này hơi bể xíu ha, cho nên em sale cây này 1,8 triệu 35 ly. Chạy cực kỳ khỏe, cực kỳ bền nha. Đó, ga bóp đi theo luôn. Còn em sang V12 là một cây G2K bình xăng trên. Cái này trên non dành cơm su nha quý khách. Xenon Komitsu G2K Made in Japan. Đó, bình xăng zin nè. Bình xăng gabit tông ha. V12 34 ly 1,8 triệu. Quý khách nào mà thích bình xăng trên thì chốt cái này giùm em. Ga cái này là công tắc nằm trên đây ha, tum nhôm tum gời. Đó. Cái này mình bán qua đeo hoặc là mình cầm cũng được luôn. Trắng cỏ thì zin đầu bò zin luôn nha. Đầu bò zin bị mắc lá ổi rồi. G2K này chạy cực kỳ bền mà cực kỳ khỏe nha khách, zin 100% hết ha. 1,8 triệu cho V12. Đó, cắt cỏ cứng bơm nước gì đó, đấu cái gì cũng được, cho tum nhôm tum gời nha. Rồi em sang V13 là một cây Komitsu 26 34 ly. V13 ha, chế zin nha quý khách. Chế này chế hai kim luôn nè, hai kim nhảy nổ luôn. Rồi trong lắp nó giờ thì dập cơ Komitsu Xenon. Ghê. Cái máy này đó giờ mới thấy ạ. À, Komitsu Xenon luôn ha. Có miếng xốp mềm nữa nè, V13 34 ly 1,9 triệu nha. Tum này tum nhôm, tum liền giùm em. Ghê giữ công tắc trên ghi đông, trắng cỡ zin đầu bò zin luôn. Đó. Trắng cỡ zin đầu bò zin, tất cả đều zin hết ha. V13 34 ly 1,9 triệu nha. 1,9 triệu cho cây Komitsu Xenon. Rồi em sang 4 cây màu vàng dòng Maru hết. Này là V14 nha. Maru này Maru 23 mà tại để vô chung cho nó đẹp để hình. Luôn chớ heo khách là hệ của hệ Maruyama, chế của anh bờ gồm nhảy nổ tiết kiệm xăng, chế zin ha. Áo màu vàng nha, ít nhất rồi mình tậu một trong bốn cái máy màu vàng này về dành cho may mắn của khách ha.
cái lốc nó thì dập da banh nha. Đó, những hệ này cái lốc nó thì dập da banh hết. Bình xăng đó, bình xăng Kim nha, sáng của khách V14 32 ly 1,7 triệu. Đó. Đặc biệt chỗ này nữa là cái gì? Ga bóp giùm em, ga bóp Kim nha, những anh thích ga bóp Kim chốt cái này giùm em. Đó. Chữ Nhật không đây. Chữ Nhật đồng hồ Kim luôn. Tai Kim luôn nè, nha. Áo quá trời luôn. Có hai cụm thun ở dưới bình xăng lớn này, xăng lớn mình không chậm đắt luôn. Màu vàng 23 1,7 triệu, V14, V15. Là do ở trong đây nó còn ba cái đống khói mà xài bển với khách thì nó đốt cháy nhiên liệu thì nó bị ra khói rồi ha. Rồi cứ hai thì máy hay thì nó ra khói thì nó mát máy chứ không sao nghe quý khách. Cái V15, V16, V17 đó. V15, V16, V17 này tất cả thì nó đều là Magu Yanma 26 hết. Đó, Magu Yanma 26. Cái này là chế quanh bờ gồ nha quý khách, chế quanh bờ gồ nhảy nổi tiết kiệm xăng nha. Hai bình xăng lớn nó đặc biệt cái là nó sáng hơn hai cái bình xăng bên đây đó. Cái bình xăng này thì nó không sáng bằng nhưng mà nó còn cái tem màu vàng. Bây giờ giật luôn hai cái này đi thì chị giới thiệu khách cái một. Lên ga bên đây đi cho khách nhận dạng nhìn cây. Rồi qua cây V17 luôn, giật luôn đi Vũ. Tới cái nhãn máy mà không có trời không lấy cọc rồi chốt sao chốt không được nha, chốt cho kỹ ha 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 lấy nha. Đó, V15, V16, V17 nhìn kỹ giùm em ha. V15 là ga giữ bình thường nhưng mà bù lại bình xăng lớn nó trắng sáng, áo nó đẹp ha. V16 thì bình xăng Kim của nó hơi đục, cái tem nó còn nè đó, mà bù lại thì ga bóp. V17 thì bù lại cũng ga bóp, bình xăng nó cũng tương đương như V16 nha. Đó, em đã soi kỹ từng cây cho mấy anh chọn rồi ha. Ba cây đều chế Kim hết, chế bình xăng con Kim hết, quanh bờ gồ nhảy nổ tiết kiệm xăng hết nha. Nó in trên đây nè. Nè. Bên đây luôn. Đó. V15. Đây. V16. Đây. V17. Đây. Đây V15 thì ga giữ. V16, V17 ga bóp Kim hết ha. Đầu Kim hết nha, và hai cây kia chưa có trắng cỏ nữa, em bù sao thấy không, em sao kỹ cho quý khách hết luôn nha quý khách. Đó. Thì mình cảm thấy cái gì đúng tiêu chuẩn của mình thì chốt ha. 15, 16, 17 đồng giá 2 triệu, bao ship tới nhà, kiểm tra hàng trước khi nhận, không cần cọc nha, không cần cọc cho mình luôn. Đây giờ em tết nổi, em đã tết rồi, còn quý khách nào mà muốn xem kỹ hàng hơn, xem máy kỹ hơn và nghe tiếng máy ngon lành hơn thì qua Zalo, qua Zalo các bạn với em nha quý khách ha, 0858 256 356 nha. Rồi V18 là một cây Robin cánh bướm. Bình xăng lớn vỡ rồi, tại vì ở trên nó dễ bị vỡ á, do quá trình vận chuyển. Em thay bình xăng mới nhưng mà nó dày dặn nha quý khách, dày dặn rất là dày dặn. Cái này người ta gọi là Robin cánh bướm, Robin cánh bướm đó, gọi Robin mặt quỷ gì đó. Tâm tâm rời tâm nhôm luôn, ga giữ giùm em. Đầu bò Kim nè, cái này mình máng dây đeo hoặc là mình có thể cầm được luôn nha. Đó, cái ống lắp này ống lắp 27, 28 nha quý khách, rất là dày
Ủa 26, 28 chứ. 36 ly 2 triệu. 2 triệu bao ship tới nhà, kiểm tra hàng trước khi nhận. Anh em nào đang kiếm mà dòng Gobin này bình xăng trên chạy khỏe thì chốt cái này giùm em ha. Đây tới Tết em không có về hàng nữa. Đó. Mình lên máy đẹp cho anh em quà luôn. V18. Em sang V19 là một cây Optin 265 hệ của hệ luôn nha. Có xả cò, cây xả cò Optin 2634 ly, tùm nhôm ha, tùm nhôm tùm gời. Cái đế bảo vệ mình xăng mình nữa nè. V19 34 ly 2 triệu. Quý khách nhìn giùm em cái chỗ cái cùm rất là dày ha, gai dữ. Chán cỏ này bể để bù chán cỏ mới ngày đầu ghim luôn nè. Mở xuống đó nè, đó anh em nào có chụp thì chụp nha. Chụp lại đó mình đỏ máy khi mình chốt cây đó. Ai kiếm Optin 26cc34 ly. Và đặc biệt trong cái lốc nó có dập là da bên lấy cây này giùm em 2 triệu quá rẻ. Da bên nằm trong lốc nè. Đó. Và cái thứ hai á là cái này là dòng Optin là phiên bản của Đức, sản xuất tại Nhật ha. Để cực kỳ bền, cực kỳ khỏe, 265 luôn có 2 triệu. Rồi. Em qua V20. V20 là một cây Mitsu 26. 33 ly nha quý khách. 4, 5. Ly 26cc chế gin hai kim nhảy nổ, chế 300-400 ngàn cái như em nói vậy. Cái lốc thì dập da banh nè, đó cái lốc thì dập da banh luôn, tum nhôm tum rời nha. Có cái đế giỏi dùm xăng lớn mình nè, ga bóp nè, ga mơ ga bóp mới luôn, trắng cỏ gin đầu bò gin luôn nha. V20 33 ly 2,1 triệu ha. Vừa đấu mình xịt được, vừa cắt cỏ được, vừa bơm nước được, xài vĩnh viễn, xài mãi mãi và đặc biệt là tiết kiệm xăng. Rồi, V21 là một cây Mitsu 261 nha. Cho nên là nó trợ lực nhẹ ha, giật nó rất là nhẹ luôn. Chế hai kim nhảy nổi, tiết kiệm xăng và đặc biệt là chế lề đỏ ha, nó sẽ tự động nó bật qua như vậy khi mình lên ga nha. Đó. Cái lốc nó thì dập mắt in Japan luôn nè. Lốc nó dập mắt in Japan dưới đây ha, kiểm tra hàng đúng máy nhận nha. Đó, lập dập chỉ Japan dưới đó nha. Tinh rồi, tinh nhôm luôn quá đã. Đó, sao lên nè. 261 model 261 360. Đó thấy không? Cái này mình đấu mình sập được nha. Riêng cây này thì nó không có cái đế bảo vệ bình xăng, với nhiều khách cái nào có thì có, không đầu em cũng không có mù. V21 bao tư ly 2,3 triệu đó. Quý khách là nhìn giùm em hàng hệ, cái bao tay nó cũng hệ nữa ha, gai dữ nha, bồi ghi luôn. Rồi bây giờ thuyết trình của em đã xong, giờ cây cuối cùng này là V21 nha. Ai chốt thì chốt giùm em nha quý khách. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý khách.